anh yêu. Hả? Hôm qua là ngày 8 tháng 3 đó. Thì chở đi ăn đi chơi rồi, còn muốn gì nữa? Không phải, ý em nói bữa nay là 9 tháng 3 nè. Ừ, 9 tháng 3 thì sao? Thì 8 tháng 3 là ngày của phụ nữ, còn 9 tháng 3 là ngày của đàn ông. Tối nay anh muốn cái gì em chiều anh cái đó. À. Anh nghe em nói gì không? Nghe rồi. Thì em nói anh muốn cái gì em chiều anh cái đó, đúng không? Ủa, giờ anh muốn gì nè? Giờ anh muốn em im cái mỏ em lận. Anh muốn em im cái mỏ em lận. Ngồi đó mà lảm nhảm hoài, không có tập trung cái gì được anh. Tối nay em đi mà cờ ra ngoài em ôm ngủ tôi nghe.